Xin chào, đây là video góc máy chất. Hiện nay thì 11 Pro Max máy rất là chất đã về tới Quý Mobile và chúng ta cùng xem chi tiết của chiếc máy nha. Và đây là những chiếc iPhone 11 Pro Max đã được tuyển chọn. Máy thì cực kỳ chất rồi. Trước mắt quý vị thì có những cái máy mà sạc có một lần, rồi máy bảo hành đến cuối năm 2021, pin còn 100%. Màu sắc thì đầy đủ màu, màu đen, màu xanh, màu trắng và màu vàng. Ngoài ra đặc biệt có một chiếc máy bảo hành đến 2028 luôn. Đây là chiếc iPhone 11 Pro Max màu vàng. Những chiếc máy như này thì thực sự rằng là rất là chất, sạc có một lần mà thôi. Pin thì rất là trâu, đặc biệt là máy không có một chút vết xước nào cả. Máy mới như là trong bóc hộp luôn. Bộ ba camera là một cái điểm sức hút lôi cuốn. Cam chính, cam góc gần, cam góc rộng của chiếc máy này rất là hay, rất là đẹp. Đây là chiếc máy cao cấp, thành ra là những về độ nét hay là về vi xử lý rất là nhanh. Trong thời điểm hiện tại thì chiếc iPhone 11 Pro Max này vừa có cấu hình cao mà giá lại rất là tốt. Pin thì 100%, dùng đảm bảo cam kết là trên một ngày. Với mặt lưng nhám thì chúng ta không sợ là bám vân tay. Chiếc máy màu vàng thì lúc nào cũng như vậy, rất là đẹp và được rất là nhiều người muốn sở hữu. Trả góp chỉ cần trả trước khoảng tầm 7 đến 8 triệu là chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu chiếc iPhone 11 Pro Max này rồi ạ. Cầm rất là chất đúng không ạ? Chúng ta cầm đi ra ngoài này, đi chơi hay là chúng ta đi gặp đối tác thì những chiếc máy này thì rất là chất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên Quý Mobile nhé. Xin chào. Oh,